Kính chào quý vị và các bạn đang đón xem chương trình Cao Bằng Ngày Mới của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình hôm nay thứ ba, ngày 10 tháng 8 năm 2021. Mở đầu chương trình như thường lệ sẽ là những tin tức trong tỉnh được cập nhật. Sở Y tế vừa tổ chức cuộc họp tăng cường triển khai công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Đến hết ngày 2 tháng 8 năm 2021, toàn tỉnh đã có 51.877 người được tiêm mũi 1 và 7.927 trường hợp hoàn thành tiêm mũi 2 vaccine phòng COVID-19. Trong đó có 20.382 người được tiêm mũi 1 vaccine Verocell, 2.238 trường hợp tiêm mũi 1 vaccine Pfizer, 6.280 mũi 1 vaccine Moderna, 22.857 trường hợp được tiêm vaccine AstraZeneca, trong đó 7.927 người hoàn thành tiêm mũi 2. Tại cuộc họp, Giám đốc Sở Y tế Nông Tuấn Phong, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, yêu cầu các đơn vị y tế cần thống nhất và cụ thể hóa các phương án kế hoạch để đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế. Đây là việc làm hết sức cần thiết trong bối cảnh diễn biến dịch COVID-19 đang hết sức phức tạp tại nước ta, đặc biệt là các tỉnh phía Nam. Tỉnh Cao Bằng đến nay chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm SARS-CoV-2 tại cộng đồng. Đây sẽ là thời điểm vàng, thời điểm thích hợp nhất để tăng độ bao phủ người dân được tiêm vaccine phòng COVID-19. Đề nghị các đơn vị nhanh chóng hoàn chỉnh phương án, tính toán hợp lý để đạt được tỷ lệ cao nhất người dân được tiêm vaccine phòng COVID-19. Ưu tiên tiêm vaccine cho nhân dân tại các khu dân cư, cộng đồng có yếu tố nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh. Sở Y tế sẽ xem xét có phương án bố trí trang thiết bị, vật tư y tế, điều động nhân lực hỗ trợ cũng như phân bổ nguồn vaccine, thúc đẩy chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh đạt kế hoạch đề ra. Nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tập trung chỉ đạo các đơn vị, cơ sở thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cao Bằng Nguyễn Quốc Trung đã dự sinh hoạt thường kỳ tại chi bộ 7, phường Đề Thám. Buổi sinh hoạt đã thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế thời gian qua, phổ biến các văn bản mới về Nghị định số 2020/21/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ, quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng xã hội, đánh giá kết quả công tác lãnh đạo của chi bộ tháng 7, phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2021, triển khai công điện số 05/CD-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng về thực hiện các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19. Công văn Ủy ban Nhân dân thành phố và Ủy ban Nhân dân phường về triển khai thực hiện công điện số 05 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, một số điểm mới nổi bật trong nghị quyết của Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tại buổi sinh hoạt, 28 đảng viên trong chi bộ đã thảo luận về công tác lãnh đạo chỉ đạo của chi bộ. Theo đó, chi bộ đã tuyên truyền vận động nhân dân ủng hộ làm đường bê tông, mương thoát nước, điện chiếu sáng. Ban chỉ ủy chi bộ tiếp tục ý kiến, kiến nghị các cấp, các ngành đối với việc thi công kênh mương thủy lợi, tạo điều kiện cho bà con nhân dân sản xuất nông nghiệp. Việc quy hoạch các dự án chậm triển khai ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Công tác lãnh đạo của Ban chi ủy đối với các tổ chức đoàn thể chính trị của tổ dân phố trong việc quan tâm hỗ trợ đời sống của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, xem xét các xe tải chở gia súc rửa xả thải ra đường gây mất vệ sinh môi trường. Ghi nhận và đánh giá cao công tác tổ chức sinh hoạt thường kỳ của chi bộ 7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Quốc Trung đề nghị các đảng viên nêu cao tinh thần tiền phong gương mẫu, dân chủ, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến để Ban chi ủy chi bộ tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ. Thông tin một số nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cao Bằng khóa 18, nhiệm kỳ 2020-2025, các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Lãnh đạo thành phố mong muốn các đảng viên đồng thuận cùng với cấp ủy chính quyền triển khai các quy hoạch đô thị, xây dựng các công trình dự án hạ tầng đô thị, sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Với đặc thù là tỉnh có địa hình chia cắt mạnh, độ dốc lớn, hàng năm vào mùa mưa bão thường xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất, sinh hoạt của nhân dân. Tỉnh Cao Bằng luôn xác định công tác phòng chống thiên tai là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, thực hiện di rời các hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ cao về thiên tai. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra một đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng. 8 đợt lốc, mưa lớn gây sạt lở đất làm một người bị thương, 435 nhà bị tốc mái, 313,3 ha lúa hoa màu bị ảnh hưởng, 53 con trâu bò bị chết rét, nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch bị sạt lở.
tổng giá trị thiệt hại do thiên tai trên 7,5 tỷ đồng. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp đã tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo phương châm 4 tại chỗ, chủ động xây dựng các phương án phòng ngừa, sẵn sàng lực lượng khi có sự cố xảy ra. Đề xuất 5 dự án di dân tập trung với tổng kinh phí trên 189 tỷ đồng. Đến nay, ngân sách trung ương đã bố trí cho 3 dự án với tổng kinh phí 30 tỷ đồng, lắp đặt bổ sung 10 trạm đo mưa tự động vào hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn của tỉnh, đầu tư các dự án chống sạt lở bờ sông suối, nâng cấp bảo đảm an toàn các hồ chứa với tổng kinh phí 1.128 tỷ đồng. Tỉnh đã huy động 2.215 ngày công, 63 triệu đồng từ các tổ chức đoàn thể khắc phục thiên tai, sử dụng 30 tỷ đồng nguồn dự phòng ngân sách trung ương và trên 76 tỷ đồng ngân sách dự phòng địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai, thực hiện di rời 147 hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ cao về thiên tai. Dự báo trong thời gian tới, tình hình thời tiết vẫn diễn biến phức tạp khó lường, các nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, gió lốc có thể xảy ra. Trên cơ sở nhận định xu thế thời tiết thiên tai và diễn biến mưa bão, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn các địa phương thực hiện phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ, trong đó lấy phòng tránh là chính nhằm giảm nhẹ thiệt hại đến mức thấp nhất do thiên tai gây ra. Thưa quý vị và các bạn, cắt giảm tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần phục vụ của cán bộ, công chức, tạo sự hài lòng của người dân là điểm nhấn rõ nét trong công tác cải cách hành chính của tỉnh trong giai đoạn 2011-2020. Việc đẩy mạnh cải cách hành chính đã kịp thời tháo gỡ các rào cản trong giải quyết thủ tục hành chính, hạn chế tối đa việc giải quyết hồ sơ quá hạn và không để xảy ra những nhũng nhiễu, tiêu cực, đảm bảo nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Trong những năm qua, cải cách thủ tục hành chính luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh xác định là nội dung trọng tâm trong công tác cải cách hành chính. Vì vậy, tất cả các nội dung về cải cách thủ tục hành chính thường xuyên được quan tâm, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ. Đặc biệt, Trung tâm Phục vụ Hành chính Công tỉnh sau hơn một năm đi vào hoạt động đang là điểm nhấn trong cải cách thủ tục hành chính của tỉnh Cao Bằng, từng bước khẳng định là địa chỉ tin cậy cho người dân, doanh nghiệp đến giải quyết các thủ tục hành chính, góp phần tạo đột phá trong cải cách hành chính, gắn với tinh gọn, hiệu quả bộ máy nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Với mục tiêu lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cải cách hành chính, hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính Công đã tạo sự hài lòng cho người dân khi đến làm thủ tục hành chính với 1.314 thủ tục hành chính của các sở ngành được thực hiện. Trong đó có 189 thủ tục hành chính tại trung tâm được thực hiện 4 tại chỗ. Hiện nay toàn tỉnh có 1.740 thủ tục hành chính. Với mục tiêu lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cải cách hành chính, trong thời gian qua, cấp ủy chính quyền các địa phương đã thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực trong công tác cải cách thủ tục hành chính. 100% xã phường, thị trấn trong toàn tỉnh thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông. Đặc biệt, giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, trọng tâm là các lĩnh vực có liên quan đến người dân và doanh nghiệp như thuế, kho bạc, đất đai, xây dựng, đăng ký kinh doanh, tiếp cận điện năng. Các cơ quan đơn vị địa phương thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết đối với trên 900 thủ tục hành chính, thời gian cắt giảm đạt bình quân từ 20 đến 30%, trong đó một số lĩnh vực giảm trên 50% thời gian giải quyết so với quy định. Thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích đối với các dịch vụ đang thực hiện tại 100% sở ban ngành thuộc tỉnh và Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp xã. Mặc dù công tác cải cách thủ tục hành chính mang lại những kết quả tích cực, nhưng trong quá trình thực hiện, nhiều nơi, nhiều lúc còn có hạn chế. Một trong những nguyên nhân dẫn đến hạn chế trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính thời gian qua do một bộ phận cán bộ, công chức chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác cải cách thủ tục hành chính. Trong thời gian qua, các cơ quan đơn vị từ cấp tỉnh đến cấp xã đã triển khai thực hiện tốt, tương đối tốt về công tác cải cách thủ tục hành chính. Có sự quan tâm phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính giữa các cấp chính quyền, giữa các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị đã nêu cao được tinh thần, trách nhiệm cá nhân trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Do đó, công tác cải cách thủ tục hành chính đã thu được những cái kết quả đáng khích lệ.
góp phần nâng cao chỉ số cải cách thủ tục hành chính, cải cách hành chính của tỉnh. Cụ thể là kịp thời tham mưu công bố công khai thủ tục hành chính để tổ chức cá nhân dễ tiếp cận, khai thác và thực hiện đúng quy định của thủ tục hành chính. Và 100% thủ tục hành chính đã được xây dựng quy trình nội bộ, trình Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh phê duyệt làm cơ sở xác lập quy trình điện tử trên hệ thống thông tin điện tử của tỉnh. Thứ ba là rà soát xây dựng và đề xuất thủ tục hành chính cấp cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tích hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia. Cho đến nay, tỉnh đã tích hợp được 644 thủ tục hành chính cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia ở mức độ 3 và mức độ 4. Thứ tư là 100% thủ tục hành chính được thực hiện trên theo cái cơ chế một cửa liên thông. Thứ năm, về hệ thống thông tin một cửa điện tử được triển khai áp dụng đến 100% cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã. Tuy nhiên, bên cạnh những cái kết quả đã được, vẫn còn một số tồn tại vướng mắc trong công tác cải cách thủ tục hành chính, cụ thể như sau. Vẫn còn cơ quan, đơn vị chưa thật sự quan tâm công tác cải cách thủ tục hành chính, chưa coi đây là một trong những nhiệm vụ chính của cơ quan, đơn vị, dẫn đến việc giải quyết thủ tục hành chính chưa đúng theo quy trình đã xác lập trên hệ thống thông tin điện tử. Hiện tượng kết thúc hồ sơ trên hệ thống nhưng chưa có kết quả làm bức xúc cho tổ chức và công dân. Việc tạm dừng hồ sơ không có lý do chính đáng. Hủy hồ sơ khi quá hạn rồi lại lập lại từ đầu để đối phó với cơ quan kiểm tra vẫn còn xảy ra ở cấp huyện. Cán bộ công chức, viên chức thực hiện thủ tục hành chính còn hạn chế về kiến thức, công nghệ thông tin, dẫn đến chậm chế trong cái việc tiếp nhận và truyền tải hồ sơ tại bộ phận một cửa của các cấp, nhất là cấp xã. Trình độ sử dụng của các ứng dụng công nghệ thông tin của người dân còn hạn chế, gặp không ít khó khăn trong việc triển khai dịch vụ công trên địa bàn tỉnh. Hiện tỉnh Cao Bằng có một trung tâm phục vụ hành chính công, 10 bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp huyện. Hệ thống một cửa điện tử được cài đặt, vận hành ở cả 3 cấp, tỉnh, huyện, xã. Ủy ban Nhân dân tỉnh đang xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực. Việc vận hành một cửa điện tử bảo đảm tính công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công. Tỷ lệ thủ tục hành chính được cập nhật, đăng tải trên hệ thống dịch vụ hành chính công, một cửa điện tử của tỉnh đạt 100%, tạo thuận lợi cho người dân tra cứu. Để khắc phục tình trạng hạn chế về thể chế, đội ngũ làm công tác cải cách hành chính thực hiện nghiêm túc việc ra soát văn bản, xây dựng kế hoạch cải cách hành chính một cách hợp lý, phù hợp với điều kiện của từng đơn vị. Tỉnh xác định khâu đột phá trong cải cách hành chính là cải cách đạo đức công vụ và cải cách chuyên môn nghiệp vụ của công chức, viên chức. Lấy đạo đức con người, đạo đức công vụ làm trọng tâm trong cải cách hành chính. Các giải pháp cải cách hành chính tập trung vào 6 lĩnh vực: cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa hành chính. Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh và các đơn vị, bảo đảm những nguyên tắc và yêu cầu của Chính phủ. Như chúng ta đã biết, cải cách thủ tục hành chính là một trong 6 nội dung, 6 nhiệm vụ quan trọng tâm của chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030. Về cải cách thủ tục hành chính giữ một vai trò rất quan trọng nhằm giải quyết mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước với nhau và cơ quan nhà nước với người dân, tổ chức trong xã hội theo hướng đơn giản, gọn nhẹ và công khai, minh bạch. Để triển khai thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính,
thời gian tới tỉnh ta cần thực hiện tốt những cái công việc sau: về cải cách quyết liệt, đồng bộ hiệu quả quy định về thủ tục hành chính, rà soát cắt giảm đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, tối ưu hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, bãi bỏ rào cản hạn chế quyền tự do kinh doanh, cải thiện nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, minh bạch. Thứ năm là đối với đổi mới về nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính, gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để người dân và tổ chức xã hội có thể thực hiện dịch vụ mọi lúc mọi nơi trên các phương tiện khác nhau. Nếu làm được như vậy, tôi tin chắc rằng công tác cải cách thủ tục hành chính của tỉnh ta sẽ đạt kết quả cao, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh. Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận một cửa các cấp để cải thiện chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức theo cơ chế một cửa liên thông, mở rộng và triển khai hiệu quả các kênh tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân đối với quy định thủ tục hành chính, góp phần xây dựng chính quyền đồng hành, phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh. Chuyển sang thời lượng của mục điểm báo, điểm qua một số tin tức nổi bật trên các báo sáng nay. Nhận lời mời của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisulit, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân dẫn đầu đoàn cấp cao Việt Nam thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong 2 ngày, mùng 9 và mùng 10 tháng 8. Lễ đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân được tổ chức trọng thể tại Lào với nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Thonglun Sisulit và phu nhân đón tại nơi đỗ xe, bắt tay nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Trong tiếng nhạc chào mừng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân đón nhận những bó hoa tươi thắm của các cháu thiếu nhi, con em các bộ tộc Lào. Rất đông đảo người dân Lào, cán bộ nhân viên đại sứ quán và kiều bào ta tại Lào trong tay cầm cờ và hoa vẫy chào Chủ tịch nước, phu nhân và đoàn cấp cao Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisulit và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ, giới thiệu các thành viên trong đoàn cấp cao hai nước. Kết thúc lễ đón chính thức, hai nhà lãnh đạo có cuộc gặp xã giao trước khi hội đàm. Sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo chứng kiến lễ ký kết nhiều văn kiện hợp tác quan trọng trong các lĩnh vực tư pháp, phòng chống ma túy, tìm kiếm cứu nạn, ký kết các hợp tác giữa các địa phương, ký kết hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước trong lĩnh vực năng lượng, khoáng sản. Trong chuyến thăm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng sẽ hội kiến với Thủ tướng Lào, Chủ tịch Quốc hội Lào, có một số cuộc gặp với các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào. Chủ tịch nước cũng sẽ có bài phát biểu quan trọng trước Quốc hội Lào đang trong kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa 9 và dự lễ bàn giao nhà Quốc hội Lào, quà tặng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam tặng Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào. Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc chỉ thị 16 về việc tiếp tục gia hạn giấy luồng xanh có mã QR nhận diện xe chở hàng. Theo đó, luồng xanh thẻ ưu tiên nhận diện phương tiện kèm mã QR để di chuyển đến luồng xanh đã được cấp cho các xe ô tô vận tải hàng hóa trên toàn quốc được tiếp tục sử dụng để đi, đến, đi qua các địa phương áp dụng giãn cách xã hội cho đến khi có thông báo mới. Trong trường hợp các phương tiện vận tải hàng hóa đã được cấp giấy ưu tiên luồng xanh nhưng có nhu cầu thay đổi người lái xe hoặc thay đổi hành trình xe hoạt động, Tổng cục Đường bộ Việt Nam hướng dẫn cần đăng ký lại trên hệ thống phần mềm để được cấp thẻ mới luồng xanh. Các phương tiện, đơn vị vận tải và tài xế phải thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung đã đăng ký, đảm bảo phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực, khai báo y tế và các biện pháp phòng chống dịch đầy đủ theo quy định của Bộ Y tế.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam và 63 sở giao thông vận tải trên cả nước đã cấp giấy nhận diện ưu tiên theo luồng xanh cho 247.029 xe. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh đã ký ban hành phương án số 182 đáp ứng 8.000 giường điều trị người bệnh COVID-19 mức độ vừa, nặng và nguy kịch trong tình huống có 40.000 người bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố. Phương án trên được thực hiện theo 3 giai đoạn, gồm giai đoạn đáp ứng 2.000 giường bệnh điều trị người bệnh COVID-19 mức độ vừa, nặng và nguy kịch, tình huống 10.000 ca mắc COVID-19 trên địa bàn. Giai đoạn đáp ứng 4.000 giường bệnh điều trị người bệnh COVID-19 mức độ vừa, nặng và nguy kịch, tình huống 20.000 ca mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố. Giai đoạn đáp ứng 8.000 giường bệnh điều trị người bệnh COVID-19 mức độ vừa, nặng và nguy kịch, tình huống 40.000 ca mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố. Mỗi giai đoạn đều có phương án cụ thể phân công các bệnh viện đảm bảo cơ số giường. Về nguyên tắc phân luồng người bệnh được thực hiện theo mức độ bệnh căn cứ theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 80% bệnh nhân không có triệu chứng, khoảng 20% bệnh nhân mức độ vừa, nặng và nguy kịch. 5% bệnh nhân cần điều trị hồi sức tích cực. Do vậy, với trường hợp 40.000 người bệnh mắc COVID-19, sẽ có 8.000 người bệnh có triệu chứng mức độ vừa và nặng, 6.000 mức độ vừa, 2.000 mức độ nặng và nguy kịch. Trên cơ sở phân loại người bệnh theo mức độ bệnh sẽ phân chia các cơ sở thu dung điều trị. Việc điều phối bệnh nhân COVID-19 đến các cơ sở thu dung, điều trị trong từng thời điểm, căn cứ vào diễn biến lâm sàng của người bệnh tại các cơ sở được phân công thu dung, điều trị. Theo Thương vụ Việt Nam tại Australia, từ đầu năm 2021, mặc dù nhiều thành phố tại nước này bị giãn cách xã hội, nhưng sầu riêng G6 vẫn có sức hút lớn. Mới đây thì hơn 15 tấn sầu riêng đông lạnh của công ty Ưu Đàm xuất sang Australia đã cháy hàng chỉ trong 2 ngày phân phối. Hiện nay 45 tấn sầu riêng G6 nhãn hiệu Ưu Đàm mặc dù hiện còn đang trên biển cũng cháy hàng vì các cửa hàng đặt mua hết. Giá sàn thấp nhất lên đến 18,99 AUD trên 1 kg đối với sầu riêng đông lạnh nguyên quả và 20-25 AUD trên 1 kg, tương đương 340-420.000 đồng đối với loại bóc sẵn muối. Sầu riêng G6 đã có thương hiệu tại Australia, hiện khách hàng cần chất lượng hơn là giá rẻ, Thương vụ Việt Nam tại Australia cho biết. Ngay sau khi hội nghị trực tuyến ngày 6 tháng 8 vừa qua do Bộ Công Thương tổ chức, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương và của cơ quan đại diện, Thương vụ đã làm việc với một loạt các nhà nhập khẩu lớn để tiếp tục nhập khẩu thêm sầu riêng và nông sản ngay trong tháng 8. Riêng công ty Ưu Đàm, theo kế hoạch ghi nhớ với Thương vụ, công ty sẽ đẩy mạnh xuất khẩu sang Úc từ 100 đến 150 tấn sầu riêng G6. Điều này sẽ mở ra một chương mới giúp việc xây dựng thương hiệu G6 trở nên vững chắc hơn. Chính quyền Vũ Hán, miền Trung Trung Quốc cho biết đã hoàn thành việc xét nghiệm COVID-19 trên toàn thành phố này với hơn 11 triệu dân. Việc xét nghiệm trên diện rộng ở thành phố Vũ Hán được triển khai sau khi ca mắc COVID-19 xuất hiện trở lại sau hơn một năm kể từ khi dịch bệnh lần đầu tiên xuất hiện ở thành phố này. Ông Li Tao, quan chức cấp cao của thành phố Vũ Hán, phát biểu trong một cuộc họp báo. Công tác xét nghiệm COVID-19 bắt đầu diễn ra từ ngày 3 tháng 8, cung cấp các xét nghiệm cơ bản và đầy đủ cho toàn bộ cư dân của thành phố, trừ trẻ em dưới 6 tuổi và học sinh đang trong kỳ nghỉ hè. Thành phố đã ghi nhận 37 trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng và 41 người nhiễm virus không triệu chứng tại địa phương này trong đợt xét nghiệm hàng loạt mới nhất, Tân Hoa Xã đưa tin. Tuần trước, giới chức thành phố thông báo rằng 7 ca nhiễm bệnh tại địa phương đã được phát hiện trong số những người lao động nhập cư ở Vũ Hán, phá vỡ chuỗi thời gian hơn một năm không ghi nhận ca bệnh trong cộng đồng tại đây. Sau khi dịch bệnh được khống chế trong đợt bùng phát đầu tiên với một đợt đóng cửa chưa từng có vào đầu năm 2020. Các nhà chức trách Vũ Hán cho biết, chính quyền địa phương đã khẩn cấp huy động hơn 28.000 nhân viên y tế làm việc tại khoảng 2.800 địa điểm trong chiến dịch xét nghiệm này.
Thưa quý vị, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đã thực hiện 40 chuyến xe vận chuyển gần 3.000 đơn vị máu đến 10 tỉnh, thành phố khắp cả nước trong đợt giãn cách xã hội. Đây cũng chính là con số đáng chú ý chúng tôi đề cập trong một con số hôm nay. Từ đầu tháng 7 đến nay, lượng máu tiếp nhận trên toàn quốc chỉ còn khoảng 40% so với kế hoạch đề ra. Hầu hết địa phương, đơn vị đã hoãn, hủy lịch tổ chức hiến máu do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Vì thế, dự báo thời gian tới có nguy cơ thiếu máu trầm trọng trên toàn quốc. Việc tổ chức tiếp nhận máu là hoạt động cấp thiết, nên dù có dịch bệnh, trong thời gian giãn cách xã hội, các đơn vị vẫn tổ chức hiến máu để có máu cho cấp cứu và điều trị người bệnh. Theo tiến sĩ bác sĩ Trần Ngọc Quế, phụ trách Trung tâm Máu Quốc gia, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, để công tác tiếp nhận máu được hiệu quả và an toàn trong điều kiện phòng dịch tối đa, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương chia nhỏ điểm tổ chức, kéo dài thời gian tổ chức hiến máu. Trừ những điểm cố định và lưu động, những nơi có từ 20 người dân trở lên tại cùng một địa điểm đăng ký hiến máu, viện sẽ trực tiếp xuống các khu dân cư, tổ dân phố để lấy máu. Ngoài ra, khi có từ 10 người trở lên đăng ký, đơn vị cũng dùng xe vận chuyển người hiến máu đến điểm hiến máu để đảm bảo an toàn nhất. Thưa quý vị, ngộ độc thực phẩm gây nôn nao, khó chịu và nhiễm khuẩn là những triệu chứng thường gặp nếu chúng ta ăn sống một số thực phẩm. Trong mục Sức khỏe thường thức hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những loại thực phẩm không được ăn sống cần lưu ý. 1. Da đỗ. Da đỗ là rau mầm từ hạt đậu, nảy mầm trong điều kiện tối và ẩm ướt nên đó là ổ vi khuẩn với hàng loạt các cái tên nguy hiểm như E. coli. Nếu không được rửa sạch và ít nhất là trần sơ trước khi ăn, da đỗ có thể gây ngộ độc, khó tiêu và đầy bụng. Bạn cũng nên lưu ý, chỉ khi ăn giá nhà tự làm hoặc mua giá có phần rễ, bởi giá đỗ không có rễ là giá được ngâm qua chất kích thích sinh trưởng để rút ngắn thời gian làm giá. 2. Khoai tây. Khoai tây là thực phẩm thuộc nhóm tinh bột, hơn nữa còn là tinh bột không có khả năng tiêu hóa khi ăn sống, nên nếu bạn ăn sống, nguy cơ bị tiêu chảy, đầy bụng là rất cao. Nếu khoai tây để lâu trong môi trường ẩm ướt, sinh mầm và có phần vỏ màu xanh cũng không nên sử dụng để nấu ăn, dù đã nấu chín thì trong những phần khoai tây này vẫn chứa độc tố solanin gây ngộ độc thực phẩm. 3. Sữa nguyên chất. Nhiều người có quan niệm rằng sữa tốt nhất là sữa vừa được vắt vì nó hoàn toàn nguyên chất, không hề chứa bất kỳ loại chất phụ gia nào. Thế nhưng bạn lại không biết rằng trong cơ thể bò, dê thường chứa sẵn các vi khuẩn có hại như E. coli. Chúng sẽ theo sữa đi ra môi trường và nếu không được tiệt trùng, sữa nguyên chất có khả năng gây ngộ độc cao hơn sữa thường tới 150 lần. 4. Đậu thận. Đậu thận hay còn gọi là đậu tây, hạt to dài, có hai màu phổ biến là đỏ và trắng, là thực phẩm thuộc họ đậu, một họ có nguồn dinh dưỡng lớn và lành mạnh, rất tốt cho cơ thể. Tuy nhiên, nếu bạn ăn sống đậu thận, có thể khiến dạ dày của bạn chịu một áp lực cực lớn. 5. Xúc xích. Đây có thể không phải là thói quen của nhiều người, nhưng không thể phủ nhận, có những người sẽ ăn sống xúc xích, bởi với họ, xúc xích đã được làm chín trong quá trình chế biến. Thế nhưng, ăn sống xúc xích đông lạnh có thể khiến bạn bị nhiễm khuẩn Listeria. 6. Bột mì. Bột mì làm từ lúa mì, lúa gạo là hai thực phẩm giàu tinh bột, có thể ăn sống mà không có hại gì. Nhưng khi được chế biến thành bột, đóng gói và đến tay người sử dụng là bạn, nó có thể nhiễm phải các mầm bệnh nguy hiểm như E. coli và chỉ có thể nấu chín bột mì lên. 7. Các loại hải sản. Các loại hải sản có vỏ như hàu, ngao hoặc các loại cá như cá ngừ, cá hồi vẫn có nguy cơ cao gây ngộ độc nếu bạn ăn sống chúng. Đó là chưa kể đến các loại ký sinh trùng chúng bị nhiễm phải và có khả năng lây sang người nếu các loại hải sản này được nuôi trong điều kiện không đảm bảo vệ sinh. Vì vậy, tốt nhất hãy chế biến kỹ chúng trước khi nấu. Thank you.
Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Cao Bằng ngày mới hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình sáng ngày mai.